Ngày 4 tháng 3, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Tôn Thanh Thảo, 33 tuổi, ngụ quận 10 để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là vợ chồng một chủ tiệm vàng ở quận 1. Trước đó, ngày 28 tháng 2, hai vợ chồng tiệm vàng chạy xe máy trên đường Cống Quỳnh thuộc phường Nguyễn Cư Trinh. Lúc này Thảo đi xe máy áp sát hai vợ chồng, bất ngờ Thảo rút kiếm chém người chồng khiến anh này bị thương nặng. Người vợ hoảng loạn hô hoán cho người dân trợ giúp. Thảo định chạy khỏi hiện trường nhưng bị người dân vây bắt. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận do có mâu thuẫn nên tìm cách trả thù hai vợ chồng chủ tiệm vàng. Thảo là bạn thân của người vợ từ nhiều năm trước. Trước đó khoảng tháng 4 năm 2018, Thảo thủ súng bắn đạn bi tìm tới tiệm vàng của vợ chồng để đe dọa. Công an quận 1 đã xử phạt hành chính về hành vi này của Thảo.